Rovich là hướng dẫn viên của những đoàn khách Nga tìm đến vùng biển Nha Trang nắng ấm. Nhưng từ khi xảy ra Covid-19, như bao người làm du lịch khác, Rovich rơi vào cảnh nhàn rỗi giữa bao nỗi lo. Trước đây, tôi làm việc ở một công ty du lịch. Còn bây giờ, không còn việc để làm, nên tôi cùng vợ làm bánh để bán. Tôi yêu nơi này, bởi đây là đất nước tuyệt vời, con người thân thiện. Bán từng chiếc bánh để kiếm sống, một công việc mà trước đó Rovich chưa từng nghĩ đến. Ngày qua ngày, bỡ ngỡ rồi cũng thành quen. Đến lúc này, với mọi người ở đây, những người Nga như Rovich cũng giống như họ, cũng mưu sinh để vượt qua khó khăn Covid. Qua đây những cái người ta hay đầu tư, nhưng mà vì Covid nên người ta không có khả năng. Phải là giúp người ta một cái bánh, nhưng mà ta rất là mừng lắm mà nè. Em thấy tội lắm, em thấy thương. Giống như Rovich, những người này cũng đến từ Nga, yêu biển và yêu người Nha Trang, để rồi giữa bao khó khăn do Covid, họ vẫn chọn ở lại nơi này. Ở Việt Nam, chính phủ rất quan tâm đến sự an toàn của người dân, nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Với tôi, Việt Nam là quốc gia khá an toàn, nên tôi quyết định ở lại. Nhiều người đến đây để tận mắt nhìn thấy đôi tay điệu nghệ của anh thợ làm kem cuộn và cả dáng vẻ nhân hậu của những người Nga. Từ xưa đến giờ họ sống ở bên đó mà khi mà về đây họ cứ mấy tháng thôi mà họ đã làm quen mọi thứ. Em thấy dễ thương, nhiệt tình lắm. Covid gây ra những rào cản vô hình, nhưng sự cảm thông thì không rào cản, cho dù những con người trong căn nhà này không cùng một ngôn ngữ để hiểu. Cứ thế, nơi nào đầy ắp yêu thương thì nơi ấy vẫn thực sự là nhà, ngay cả đối với những người đến từ những đất nước xa xôi.